Kính thưa quý vị, Somaya tái cấu trúc và mở rộng dịch vụ tại hải cảng Kismayu. Hải cảng Kismayu ở phía nam của Somaya đang bận rộn với các công nhân phân loại hàng hóa từ các tàu vừa cập cảng. Hải cảng chiến lược này mang lại một doanh thu khoảng 600.000 Mỹ Kim một tháng và luôn luôn là một nơi hấp dẫn đối với các thủ lãnh gia tộc muốn kiểm soát hải cảng và hưởng lợi từ thu nhập thuế hải cảng, xuất khẩu than và các khoản thu trên các nhập khẩu khí giới và những hàng bất hợp pháp khác. Tuy nhiên, hải cảng Kismayu vẫn còn thiếu những trang thiết bị như cần cẩu để gia tăng tốc độ bốc dỡ hàng, một trong những thách thức mà Somaya phải đối mặt để xây dựng lại các cơ sở đổ nát và ổn định một quốc gia đang bị đe dọa bởi một cuộc nổi dậy Hồi giáo. Kismayu, thành phố lớn thứ hai của Somaya, đã bị kiểm soát bởi phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab cho đến tháng 9 vừa qua, trước khi họ bị đánh đuổi bởi quân đội Kenya, được hỗ trợ bởi Khaskamboni, một nhóm dân quân trung thành với cựu thống đốc Kismayu, ông Ahmed Madob, người đang tạm thời điều hành toàn khu vực phía nam Juba. Vào tháng 8, chính quyền trung ương Somaya đã đồng ý công nhận việc cựu lãnh chúa là người lãnh đạo tạm thời sau nhiều tháng xung đột giữa các cựu lãnh chúa muốn kiểm soát hải cảng này. Chính quyền trung ương muốn phát triển hải cảng và giảm bớt sự phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài, cũng như tạo ra doanh thu nhiều hơn để thúc đẩy nỗ lực an ninh chống lại các chiến binh Al-Shabaab. Các chính phủ và các cơ quan nước ngoài đã viện trợ để giúp xây dựng lại Somaya sau 20 năm chiến tranh, trong khi an ninh vẫn còn phụ thuộc nhiều vào quân gìn giữ hòa bình châu Phi đã đẩy phiến quân Al-Shabaab ra khỏi thủ đô 2 năm trước đây. Các nhà tài trợ muốn nhìn thấy chính phủ liên bang bắt đầu áp đặt trật tự bằng quân đội của mình và đưa ra một cơ chế mới để quản lý tài chính để giảm dần các viện trợ. Thẩm quyền hiện đang kiểm soát cảng Kismayu sẽ quản lý nơi này trong 6 tháng, sau đó quyền điều khiển sẽ chuyển qua cho chính phủ liên bang. Tuy nhiên, doanh thu sẽ được dùng để trả cho các dịch vụ trong khu vực Juba. Chính quyền địa phương ở Juba cho biết họ sẵn sàng làm việc với chính phủ để gia tăng tốc độ phát triển ở Kismayu. Số phận của thành phố lớn thứ hai của Somaya được xem là một thử nghiệm cho tương lai của quốc gia này, xây dựng lại từ đống đổ nát của chiến tranh. Liên Âu ước tính Somaya sẽ cần khoảng 1 tỷ Mỹ Kim mỗi năm trong vòng 3 năm tới để đạt các mục tiêu tái xây dựng quan trọng.